xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamam ghe na hoàng đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng qua rằng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamam ghe na hoàng đề hằng sang khanh cha đuôi thoát ta măng sang khê vô kha li tô đô sô sang khô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mít đến ngài Chí Đức, xin ngài chúc phúc những đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Dạ con kính thỉnh ngài. Phật sư Phật Mong Galang Ra Khan Du Sa Phật Hiệu Quan Tài Sa Phật Bồ Tát Hai Nu Pha Quen Sư Đà Sa Thi Phật Quan Thứ Tề Phật sư Phật Mong Galang Ra Khan Du Sa Phật Hiệu Quan Tài Sa Bồ Tham Mai Nu Pha Quen Sư Đà Sa Thi Phật Quan Thứ Tề Phật sư Phật Mong Galang Ra Khan Du Sa Phật Hiệu Quan Tài Sa Bồ Sang Sa Hai Nu Pha Quen Sư Đà Sa Thi Phật văn tụ tên tất cả hạnh phúc phần có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quán đức của chư Phật, do nhờ quán đức của giáo pháp, do nhờ quán đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sơ hoạt thất lạc thô sụ tô vụ ấn hô vô thất xa thân e a rô vô sụ tổ hôi xa sắp bê nhá tí phê xa thất lạc thân. Sư vị tha vô rô na ha vô tha sa tha ne a rô ga sư vị tha hô hi sa sa bê nha tí phi tê a tha la tha sư vị tha vô rô na ha vô tha sa tha ne a rô ga sư vị tha hô tha sa sa bê hi nha tí khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sự già chân ác ca tham xin tham ơn tôi, xin tham ơn tôi, xin tham ơn tôi đang phá lăng ê ta xin mình rất thân là tự giá xin mình chăm bất xa đàn là chêm ta xuống. Cầu xin cho quả của ta tiến thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú lành thay. A ca sát tha cha phun ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc hàn tu sa sa năng. A ca sát tha cha phun ma tha đề hoa na ma hi thi ca bùn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc hàn tu nô ga ru. A ca sát tha cha phun ma tha đề hoa na ga Mahitika punyang no anumo dan tu cirang rak kan dunya tayo akasatha ca pumatha dewa naga Mahitika punyang no anumo dan tu cirang rak kan tu panino akasatha ca pumatha dewa naga Mahitika punyang no anumo dan tu cirang rak Hàm tu nô xà đa, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu nay. Khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi khu sa la cầm măng cấp
tập bằng kiri yang mamaka ye na wacha manasa tida se sugatang katang ye sapa sanino ati ye chasat ta asanino katang punya palang mayhang sabbe sagi sawan tu te ye tang katang sui di tang dinang punya palang maya ye chatat thana cha nan ti dewa gan toa ni we da yim sabbe lo kam ni ye satta chi wan ta ra he tu ka manun nhang phô cha năng sắp bề la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chứ thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thâm nhàn, chúng sanh thế giới cắt hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nha thì năng hô tu su phi tao tu nha ta vô nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta nô buồn nhằn à sa quá kha già quá hằng hồ tú, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy dương làm để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nề buồn nhằn nít bà nát sa bát cha vô hồ tú, mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con thành kính lễ tri ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tâm quy và bát quan và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn với cô tu nữ, cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thời kinh tam bảo và thọ trì quy giới đã hoàn mãn. Dạ, con kính dâng mít đến sư Ký Đức để sư giảng dạy kinh pháp cú ngày hôm nay. Con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chư tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ đại đức Phước Thánh, đại đức Phước Sang. Xin chào cô tu nữ Kim Lan, cô tu nữ Như Pháp. Xin chào chị Hồng Mai, chị Thiên Lạc, đạo hữu Lê Tuấn, Sĩ Kim, đạo hữu Thái An, Sĩ Khánh Kiếm, Sĩ Trầm Man, đạo hữu Karuna, Sĩ Pháp Nguồn Lạc Quan. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? 1, 2, 3, quý vị nghe rõ ha? Rồi, sa thú, sa thú. Hôm nay chúng ta chuyển qua tập mới và câu Phật ngôn 157 là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo
Uttho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Tapadaru Vichetapo Lo Kasasathai Janadam Mapu Vido Vanda Mahantang Narapu Cha này giác tăng Như Lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu thánh bằng Thoát ly phiền não trói trăng Tôi thực giáo chủ trí năng vô lượng Tứ đế Ngài đã tin tưởng Thông minh dạy bảo dân lương thoát trần Còn xin đến lễ Phật ân Đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường Nam mô Bát Đề Bồ Tát Ta Sa Sát Thu Nô Lô Ca Nam Mạnh Tha Sa Quy Na Ca Rô Cô Sắp Bành Nhu Quốc Tháp Bát Tị Phù Đích Sanh Nhá Tô Hoàng Đà Má Hành Tăng Ná Ra Phù Cha này giác tâm Pháp Bảo Quy Như Ánh Vàng Như Lan Sôi Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá Tan Lầm Đạt Dũng Sinh Đề Dân Phật Tổ Quang Minh Đô Ràng Còn Xin Lên Lễ Pháp Quang Đáng Cho Công Chúng Nhân gian cũng dược Sân khô quý số thô chú gá tá xa xa quốc cô thích hà chú cà mô quá tá thầm mát xích hát cô nền đà bá sân xa lý á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tăng ná ra phù Cha này giác cần Tăng bảo thanh văn bậc đà tâm học năng rõ để mà thoát thân Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thế pháp phàm nhân ai bị Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát thế giá tê chê, nát thích thà mê ê, tu quá thá năng thá xà bí à nú quà quê, nát xá hát xà dê. Nát xế chạch tú, cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học, đắc thành quá cao. Phần tấn dương ông Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 157. Chúng tôi xin đọc trước ha. Atta năng chê phí dân chanh nhà Atta ta năng chê pi dân chân nhà át ta năng chê pi dân chân nhà câu số hai rắc hay giá năng su rắc phi tăng rắc hay giá năng su rắc phi tăng rắc thầy giá năng su rắc thi tăng bây giờ ôn lại hai câu này át ta năng chê pi dân chanh nhà rắc thầy giá năng su rắc thi tăng át ta năng chê pi dân chanh nhà rắc thầy giá năng su rắc thi tăng át ta năng chê tí dân chanh nhà rắc thầy giá năng su rắc khi tăng rồi bây giờ qua câu số ba tình năng anh nhá ta rằng gia măng tình năng anh nhá ta rằng gia măng tình năng anh nhá ta rằng gia măng và câu cuối cùng ba tí chắc gây giá bành đi tô ba tí chắc gây giá bành đi tô ba tí chắc gây giá bành đi tô rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu ba câu bốn ha tinh năng anh nhá ta rằng gia măng bát tí chắc gây giác bành đi tô tinh năng anh nhá ta rằng gia măng bát tí chắc gây giác bành đi tô tinh năng anh nhá ta rằng gia măng bát tí chắc
cây giáp bành đi tô. Rồi bây giờ chúng ta đọc nguyên bài ha. Ất ta năng chê bí dân sanh nhà rất hay giá năng su rắc khi tăng tình năng anh nhá ta răng gia măng bất tí chắc gây giá bánh lý tô. Ất ta năng chê bí dân sanh nhà rất hay giá năng su rắc khi tăng tình năng anh nhá ta răng gia măng bất tí chắc gây giá bánh lý tô. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai tương đối dễ hơn. Át ta năng chê bí dân thanh nhà rắc thầy giá năng số rắc khí tăng tình năng anh nhá ta răng già măng bất đi chắc gây giáp bành đi tô. Át ta năng chê bí dân thanh nhà rắc thầy giá năng số rắc khi tăng tình năng anh nhá ta răng già măng bất tí chắc thì giáp bành đi tô. Như vậy thì cái đọc thứ hai này tương đối dễ hơn. Chúng ta đọc một lần hai câu và cuối câu số hai là trường âm và chúng ta nghỉ nơi cuối câu số hai ha. Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha, để hai câu nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta qua những kệ ha. Kinh xong rồi cái kệ. Một câu tám từ thì chúng ta chia ra làm hai. Đọc theo âm điệu 4-4 ha. Một câu lên và một câu xuống. Cố gắng đọc một lần hai câu. Ta năng chế vì dân chân nhà rằng thầy gia năng su răng khi tặng tín nhân anh nhá ta răng gia mong ba thi chắc gây gia banh đi tổ hồn. Ta năng chế vì dân chân nhà rằng thầy gia năng su răng khi tặng tín nhân anh nhá ta răng gia mận bà đi cha gây gia bánh đi tù. Rồi ý nghĩa câu Phật ngôn 157. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người chỉ trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Rồi bây giờ thấy ba bàn tay, chiếc kim trước ha, chiếc hồng mai ở giữa và chiếc tờ man người thứ ba. Rồi xin mời ba vị này. Con xin chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và các quý vị Phật tử trong đạo tràng. Quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không? Hơi nhỏ nữa. Chị phát nguồn Lào Cai, Lạng Yên Bái, Lạng Sơn này nó gió húa nhiều quá, không lúc nào cũng nghe nhỏ hết. Hên quá, bữa nay cô Mít Tà đi đâu không thấy vô room nói sư. Chứ không thôi là sư nói con hổn, nó dành đọc trước nữa. Tội con quá sư ơi. Con người đàng hoàng mà đâu có hổn nào vậy đâu sư. Hồi nhỏ đi ở trong nhà kia con đuổi rồi, kia con coi, nhưng mà con thấy món nào thấy mà con thích là con bắt con ăn vài miếng trước cho nó đỡ đói bụng ấy sư. Biết sao cũng có, mình cũng để mấy con ruồi nó ăn trước cũng vậy thôi à. Rõ rồi ha. Thôi bây giờ đi đọc đó. Có 3-4 người sắp hàng để sư nói bà Tám đọc mau đi, nó nhiều quá à. Dạ để con đọc. Nghe bình thường rồi phải không? Pháp nguồn Lào Cai. Rõ. Một là lỗ tai làm sao đó. Mau đi mua cái hearing aid đi. Họ mua cái bích đó cho nó bự lên. Nói nghe cho nó gõ vàng. Có cái telephone nữa, còn cái tim nữa. Dạ, con xin bắt đầu trả bài Kinh Pháp Cú số 157. Ác ta năng chê phí dân chành nhà rắc khề gia mặn su rắc
khi tầng tình nặng ảnh nhá cao rằng và mằng phát tích chạy dây giáp hành đi tổ bác tí chắc dày giáp hành đi tổ ác tà nặng chề thi dành chành nhà rắc thầy giám mà nặng su rắc khi tầng tình nặng ảnh nhá cao rằng và mằng phát tích chắc dày giáp hành đi tổ. Để đọc lại một lần nữa, con nghĩ tới mắt thấp quần đầu cai mà thôi, không nghĩ tới tên này nữa. Tên này người dễ ghét lắm, không có nghĩ tới nó, nghĩ tới mắc cười, cười đâu không được. Con đọc lại một lần nữa. Ác tà nàng chề thi dầm chành nhà rắc thầy gia nàng xú rắc khi tàng tình nàng ảnh nha tao rằng và màng tắc tích chắc gậy gia thành đi tổ. Phân tích câu 1 và câu 2. Ác chừng âm nha, chừng âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê trường âm thông thường, ý đoạn âm, danh văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chăm trường âm nhắn, nha trường âm thông thường. Câu số 2, rắc thay hai trường âm nhắn, giá đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, rắc trường âm nhắn, khí đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ác tà nàng chề khi dằm chằm nhà rắc thầy gia nàng chú rắc khi tặng tình nàng ảnh nhá tao rằng và mằng phát tích chắc gầy gia phành đi tồ. Phân tích câu số 3. Tinh trường âm nhắn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh trường âm nhắn, nhá tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, da trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cuối cùng hoặc là câu số 4. Bá tí hai đoạn âm, chắc gầy hai trường âm nhắn, giá đoạn âm, banh trường âm nhắn, bí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Tình năng anh nhá tao rằng và măng bắt tích chắc dày giá thành đi tô. Ác tà năng chề khi dành chành nhà rắc thầy giá năng xú rắc khi tầng tình năng anh nhá tao rằng và măng bắt tích chắc dày giá thành đi tô. Bắt tích chắc dày giáp hành lý tô. Chị giáo không có đọc dạy người ta. Để con đọc lại một lần nữa. Ác tà nàng chề khi dầm chầm nhà rắc thầy gia nàng chú rắc khi tàng tình nàng anh nhá sao rằng và mang bắt tích chắc dày giáp hành lý tô. Đúng rồi, đọc ngắn. Đúng rồi. Ác tà nàng chề khi dầm chầm nhà rắc thầy gia nàng chú rắc khi tàng tình năng anh nhá ta răng giá măng bạc tích chắc gây giá phân đi tô. Ác ta năng chế thi danh chánh nhà rạc thầy gia năng su rắc khi tăng tình năng anh nhà ta răng giá măng bạc tích chắc gây giá phân đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn tỉnh thức. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 157. Chỉ có hai em là cho vỗ tay vỗ chân thôi, còn mấy người kia chỉ cho bông hoa thôi. Chỉ có hai cho bông hoa tiếp, hạnh kiểm cho bông hoa tiếp. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà nói túm lại các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử thấy con có đọc sai điều gì, cho con biết để con xin sửa sai ạ. Con xin cảm ơn và mời quý vị kế tiếp. Hình như Hồng Mai phải không? Logo sô-cô-la. Tôi hiểu cái chữ này, tôi chết liền cái nghe pháp nguồn Lào Cai. Dạ, con xin mời quý vị kế tiếp ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, quý sư, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Kim Lan, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin
Ở đây có pháp cú 157 của phẩm Áp Tá Quát Gá, phẩm tự ngã. Áp ta năng chê pi yang chân nhà rắc thầy gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhà ta răng gia măng pháp tí chắc gây gia tăng đi tô. Áp ta năng chê pi yang chân nhà rắc thầy gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhà ta răng gia măng pháp tí chắc gây gia tăng đi tô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê trường âm thông thường, tí đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, rắc khay hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át ta năng chê pi yang chanh nha rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh là trường âm nhấn, nhá tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, mắt trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá tí hai đoạn âm, chắc gây hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, tân trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Tin năng anh nhá ta răng gia măng pa tí chắc gây gia tân đi tô. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 157. Áp ta năng chê ti yang chanh nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhà ta răng gia măng pa ti chắc gây gia phan đi tô. Áp ta năng chê ti yang chanh nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhà ta răng gia măng pa ti chắc gây gia phan đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. À ta năng chế pi yang chanh nhà rạc khay gia năng su răng khi tăng tin năng anh nhà ta răng gia măng pa ti chắc gây gia pan đi tô. Ata năng chê pi yang chanh nhà ra khay gia năng su răng khi tăng tin năng anh nhà ta răng gia măng pa ti chắc gây gia pan đi tô. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ cảm ơn tri ân sư trí đức, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô tu nữ Nhiên Pháp đã post bài. Dạ con xin sung mic ạ, xin mời The Man. Dạ alo alo, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Đàm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính lễ quý sư, kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý vị đạo hữu trong đạo tràng. Cho con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú 157. Attanang che biyang chanya rakhaya nang surakhitang tinyang anyatarang yamang baticha ayya panditu. Câu 1 và câu 2. Attanang che biyang chanya rakhaya nang surakhitang. At là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê trường âm thông thường, bí đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, rắc khay hai rắc trường âm nhấn, khay trường âm nhấn, giá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, rắc
trường âm đọc theo trường âm nhấn, khí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Tinh nhân anh nhất ta răng gia măng, bát chích chắc gây giá bành đi tù. Tinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá đoạn âm, tỷ đoạn âm, chắc trường âm nhấn, gây trường âm nhấn, giá đoạn âm, ban trường âm đọc theo giọng ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm đọc theo trường âm thông thường. Đọc lại bốn câu. Ất ta năng chê bí yăng chân nhà, rắc hay gia năng su rắc khi tăng, tinh nhăn anh nhá ta răng gia măng, bát chích chá gây giá bành di tù. Ất ta năng chê bí yăng chân nhà, rắc hay gia năng su rắc khi tăng, nhăn anh nhá ta răng gia măng, bát chích chá gây giá bành di tù. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Dạ, con xin phép kệ. Ất ta năng chê bi yăng chân nhà rắc hay gia năng su rắc khi tăng tinh nhăn anh nhà ta răng gia măng bát ti cha gây ya ban di tu. Dạ, con có sai chỗ nào xin quý vị đạo hữu trong đạo tràng sửa chữa giúp cho con. Dạ, con xin xuống, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đà Giá, Nam Mô Tâm Ma Giá, Nam Mô Sàn Khà Giá. Con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 157. Át ta năng chê bí dằn chanh nhà, rắc khê giá năng su rắc khí tăng. Tin năng anh nhát tá răng. Và măng pati chắc gây giáp bành đi tô át ta năng chê bí dần chanh nha rắc khề giá năng su rắc khi tăng tình năng anh nhắc ta rằng và măng pati chắc gây giáp bành đi tô. Con xin phân tích câu 1 và 2. Át là trường âm nhấn, ta trường thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê trường âm thông thường, bí đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, khay trường âm nhấn, giá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tinh trường âm nhấn. Con xin đọc lại câu 1 và 2. Át ta năng chê bí dằn chanh nhà, rắc khê giá năng su rắc khí tăng. Tinh năng anh nhá ta răng già măng bát tí chắc gây giá bệnh đi tù. Tinh là trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh trường âm nhấn, nhá tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, chắc trường âm nhấn, gây trường âm nhấn, giá đoạn âm, bành trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3 và 4. Tinh năng anh nhá tá răng già măng ba tí chát gây giáp bành đí tô. Đọc lại câu 1 tới câu 4. Át ta năng chê bí dân chanh nhà rắc khê giá năng su rắc khí tăng. Tinh năng anh nhá tá răng già măng ba tí chát gây giáp bành đi tô. Át ta năng chê bí dằn chanh nhà rắc khê giá năng su rắc khí tăng. Tinh năng anh nhá ta răng già măng bát tí chắc gây giáp bành đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức.
là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kể nữa hả cô? Atta năng chế bị dặn chanh nhà rạc hay gia năng su rạc hi tăng tín năng anh nhá ta răng gia mặn và ti cha ghế nhà ban đi tổ. Dạ con đã đọc xong, mình xuống mất được. Không mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Chị Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phước Tha Sang, Sư Phước Thành, Sư Thanh Tâm. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Kim Lan. Con xin cảm ơn cô Thế Mẫn, cô Hồng Mai, cô Kim Sitina cho biết tín hiệu. Con xin phép được ôn đọc bài câu Pháp Cú 157. Dạ, con thấy các cô đọc lỏi quá, con không đọc được như vậy, con đọc chậm chậm thôi ạ. Atta năng chê bi bằng chanh nhà rắc khay ya măng su ra ghi tăng tin năng anh nhà ra tăng ya măng ba ti cha gây ba ti cha gây ya bàn đi tổ. Atta năng chê bi yang chanh nhà rắc khay ya măng su ra khi năng khi tăng tin năng anh nhà ta tin năng anh nhà ta rằng gia năng ba ti chắc gầy gia bàn đi tổ. Con đọc lại một lần nữa. Bát ta năng chê pi rằng anh nhà đắc gầy gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhát ta rằng già măng ba ti chắc gầy gia bàn đi tù. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được phân tích câu 1 và câu 2. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Atta năng chê bi yang chanh nhà rắc gây gia năng su rắc khi tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tí là đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, gây đây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, lý là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tình năng anh nhát rắt nhát ta rằng gia năng bát ti chắc gầy gia bàn đi tô. Dạ con xin đọc lại toàn bài ạ. Atta năng chê bi yang chanh nhà rắc khay ya năng su rắc khi tăng
tin năng anh nhát ta rằng già năng măng a tiếp chắc gây ra bàn đi tù. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được kệ. Ta năng chế bi dân tranh nhà đặc cây gia năng su ca kỳ tăng tiền năng anh nhà ra tăng gia măng bạc ti chắc gây gia ban đi tổ. Ta năng chế bi băng tranh nhà đặc cây gia năng su ca kỳ tăng tiền năng anh nhà ta răng gia măng thì chắc gây ra ban đi tù. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong, con xin được xuống lớp mời một vị khác. Mời Sít Thị Na. Cảm ơn cô Thế Mẫn, cô Kim, cô Hồng Mai cho tặng bông tặng hoa. Dạ con xin được xuống lớp. Mời Sít Thị Na. Cảm ơn cô Thế Mẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 157. Atta nang che phi yang chan nya rak khay ya nang su rak khi tăng tin nang an nya ta rang ya mang phát ti cây chay ya pan di tu. Ta năng chế bi yang chân nhà rắc khay ya năng su rắc khi tăng tin năng an nhát ta răng ya măng phát tích chạy gây ya bàn đi tù. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ta năng chế bi yang chân nhà rắc khay ya năng su rắc khi tăng. Trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin phép được lại. Ách trường âm nhấn, ta trường âm thông trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chê trường âm thông thường, bí đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, rách trường âm nhấn, khay trường âm nhấn, giá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át ta năng chê bi dân chanh nha rắc khay giá năng su rắc khi tăng. Câu 3 và 4. Tin năng anh nhá ta răng gia măng phát thích chay gây giá bàn đi tù. Tin trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, tí, hai đoạn âm, chắc trường âm nhấn, cây trường âm nhấn, giá đoạn âm, văn trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Tin năng anh nhá tá răng gia măng phát tích chay chay giáp bàn đi tù. Át ta năng đề bí dân chanh nhà rắc khay giáp năng su rắc khi tăng tin năng anh nhát ta răng gia măng phát tích chay chay giáp bàn đi tù. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
An ta nang che pi yang chan nya rak khai ya nang su rang khi tang tin nang an nya ta rang ya mang pat ti chai gai ya ban di to An ta nang che pi yang chan nya rak khai ya nang su rang khi tang tin nang an nya ta rang ya mang pat ti chai chai ya ban di to. Dạ thưa con đã đọc xong, con cỡ sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đạo tràng có nghe được tín hiệu của con không ạ? Alo alo ạ. Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Phước Thạnh và sư Phước Sang. Chết ơi, rút mic rồi, không nghe tiếng gì nữa. Đúng rồi. Dạ con xin sám hối do cái đường truyền ở bên con mấy ngày hôm nay nó không được ấy, nó không được ổn định. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư Phước Thạnh, sư Phước Sang và sư Thanh Tâm. Và con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Lại bị rớt mic rồi, chết ơi, không nghe tiếng gì. Alo Tràng, nghe được không ạ? Alo alo. Dạ vâng, con là con kính đảnh. Dạ không nghe tiếng gì rồi sư ơi. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ sư Phước Sang, sư Phước Thạnh và sư Thanh Tâm và kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Lại không nghe thì tiếng gì nữa sít ơi. Và đọc bài luôn.
Dạ, do bên mạng của ship Quang Thanh bị lỗi ạ. Dạ, không thấy ai giơ tay. Con xin phép được kể lại một lần nữa. Dạ, con xin phép được kể. Atta nang che pi yang chanh nhà rạc cây gia nắng su kha rê tăng tiền năng anh nhá ta răng gia măng bà ti cha gây gia ban đi tù. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được dâng mic đến Ngài Trí Đức ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, để cho Pháp Trang, để được Pháp Thân, để được Phước Trang. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Xin chào chư Phật tử. Cô tu nữ Phúc Hạnh đấy nhé. Câu Phật ngôn 157 trong các phẩm tử ngã. Đây là cái bài đầu tiên. Câu Phật ngôn này chúng tôi xin hẹn với quý vị là tuần sau tiếp tục. Bởi vì bây giờ chúng tôi có công việc phải đi, chi tăng và xe lên chờ. Quý vị hoan hỷ ha. Thì quý vị cứ sinh hoạt tự do, có chư tăng, có Thượng Tọa Thanh Tâm, có đại đức Pháp Trang, có đại đức Phước Thạnh, đại đức Phước Sang, vân vân, chư tăng cũng nhiều. Thì quý vị cứ sinh hoạt tự nhiên, rồi cho đến kỳ cuối chương trình thì cô tu nữ Như Pháp sẽ đóng room. Quý vị hoan hỷ ha. Hôm nay chúng tôi bận. Rồi xin chào quý vị. Xin mời sĩ quan Thanh thử là âm thanh đi ha. Alo, sĩ quan Thanh thử là âm thanh. Rồi vị nào chưa đọc thì cứ tiếp tục, thời gian còn nhiều. Quý vị hoan hỷ ha. Rồi xin phép quý vị, chúng tôi xin có công chuyện phải đi. Dạ là không biết có được không. Dạ con kính thỉnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính thỉnh lễ Ngài Trí Đức, con kính thỉnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, và con kính thỉnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm và Sư Đại Đức Phước Thạnh và Đại Đức Phước Sàng và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú. Là cô, và con cảm ơn cô Như Pháp đã cho con bài 157. Atta năng chê bi răng chanh nhà rắc khay ra năng su rắc khi tăng tin năng anh nha ta rằng ra năng ba đi chợ ba đi chắc gầy gia bàn đi tổ át ta năng chê bi rằng chanh nhà rắc khầy ra năng su rắc khi tăng tin năng anh nha ta rằng ra năng ba đi chắc gầy ra bàn đi tổ. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khay là trường âm nhấn,
Giá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. At ta năng chê bi răng chanh nhà rắc khay ra năng su rắc khi tăng. Câu 3 và câu 4. Tin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh là trường âm nhấn, nhá, nhá là đoạn âm, nhá tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, tí là hai đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, gây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí là âm, tô là trường âm thông thường. Tin năng anh nha ta, anh nha ta răng ra năng bát tí cha chắc gây gia băn đi tô. Dạ, con xin phép đọc lại toàn bài. At ta năng chê bi răng chanh nha rắc khay ya năng suk phi ra khi su rắc khi tăng tin năng anh nha ta răng gia năng bát ti chắc gây gia bàn đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Cái bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. À ta năng chê bì giang tranh nha, giấc hay gia năng dù giấc khi tăng. Đi năng anh nha ta răng ra năng, ba ti chắc cây giờ bắn đi tô. À ta năng chê bì giang tranh nha, giấc khay gia năng sự giấc khi tăng. Tin năng anh nha ta răng gia năng, ba ti chắc khay gia ban đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Nghĩa là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có phân tích, con có sai, mong ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống mức, con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào chư Phật tử ạ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 157 ạ. Át tà năng chê bi dần chàn nà rắc khay giá dần su khí tăng. Tin năng an nhá ta răng già măng ba tí gầy gầy giáp bàn đi tô. A tà năng chê bí dần chàn nà ra khề già giá năng su khắc khí tăng. Át là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, rắc hay là đoạn âm, giá rắc hay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A ta năng chê bi dần chàn nà rắc khê giá năng suốt rắc khí tăng. Câu 3 và câu 4. Tin năng
tin năng anh nhã ta rằng già mằng bát chí tắc gầy giáp bàn lý tô. Tinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, anh là trường âm thông thường, nhá tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, da là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, chắc là trường chắc gây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tinh năng an nhất tá răng già măng bát tít gầy bát bát tít tít chắc gầy giá bàn đi tô. A tà năng chề bi dằn chàn nà rắc khầy giá măng xú rắc khí tăng. Tinh năng an nhất tá răng già măng bát tí chắc gầy giáp bàn đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo tự mình, bảo vợ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xin kệ. A ta năng chê hê bê chan chan na ra khay giá nắng sô ra khi tăng. Tin năng an nhã ta răng gia mang ba ti cha gây giá ba đi tù. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, xin xuống bếp ạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn Sư Văn Thanh. Dạ, con xin được đọc và phân tích câu pháp cú số 157 ngày hôm nay ạ. Ách ta năng chê bi dăng chanh nhà rắc khay giá năng su rắc khí tăng. Tình năng anh nhá ta răng già măng ba ti chắc gây giá bành đi tô. Ta năng chê bi dăng chanh nhà rắc khay giá năng su rắc khi tăng. Tình năng anh nhá ta răng già măng ba ti chắc gây giá bành đi tô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ất ta năng chê bi dăng chanh nhà rắc khay giá năng su rắc khi tăng. Ất là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, rắc, khay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta năng chê bi dăng chanh nhà khay giá năng su rắc khi tăng. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Tình năng anh nhá ta răng già măng ba ti chắc gây giá banh đi tô. Tình là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh là trường âm nhấn, nhá tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, chắc gây là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tình năng anh nhá ta răng gia măng bát tí chắc gây giá ban đi tô. Dạ con xin đọc lại ạ. Ta năng chê bi dăng chanh nhà rắc khay giá năng su rắc khi tăng. Tình năng anh nhá ta răng già măng ba ti chắc gây giá banh đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Atta năng chế bi dân chan nhà rạc khay gia năng su rạc khi tăng. Tín năng anh nhá ta răng gia măng ba ti chắc gây gia bắn đi tô. Atta năng chế bi dân chan nhà rạc khay gia năng su rạc khi tăng. Tín năng anh nhá ta răng gia măng ba ti chắc gây gia bắn đi tô. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời Xích Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khà, dạ. Dạ con kính ảnh lễ ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ con không có bài, con không biết. Mặc dù trẻ thành ra không biết có vị nào có thể post bài lên con mới đọc được. Dạ con không biết cô Hồng Mai cô có thể có bài cho con xin được mà. Dạ cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ nếu mà có ai có bài rồi dạ 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 con thấy rồi dạ con cảm ơn. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú 157. Atta nhanh chê bi dằn chanh nhà rắc thê khe giá năng suốt rắc khăn tí năng anh nhá tí năng anh nhát ta rằng qua măng đá tí chắc gầy giá bàn đi tô. Dạ, cảm ơn con. Chữ này nhỏ. Nó nói với nhau không có đọc. Dạ, tại dạ. Rồi, con sẽ xin mở cái bài của con. Dạ. Atta nhanh chê bi dằn chanh nhà rắc khay giá năng su rắc khí tăng tình năng anh nhà ta rằng hoàn măng đá tích chắc gầy giá bàn đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh luôn luôn phải luôn luôn tỉnh thức. Át ta nhành chề bi dằn chành nhà át trường âm nhấn ta trường âm thông thường nhanh trường âm nhấn chê trường âm thông thường bí đông văn trường âm đặt theo giọng ngâm chân trường âm nhấn nhà trường âm đặt theo giọng trường âm đặt trường âm thông thường ách ta nhành chê bí dằn chân nhà rắc thầy giá nàng xuống rắc khi tầng rắc trường âm nhấn thầy trường âm nhấn giá đoạn âm năng trường âm đập tại dòng nguyên âm số đoạn âm rắc trường âm nhấn khí đoạn âm tăng trường âm đập tại dòng nguyên âm ách ta nhành chê bi dằn trần nhà rắc khề giá nằm xuống rắc khí tầng
tinh trường âm nhấn, năng trường âm đập theo giọng âm anh, trường âm nhấn nhát đoạn âm, nhát tán hay đoạn âm răng trường âm thông thường, da trường âm răng trường âm đập theo giọng âm da trường âm thông thường, măng trường âm đập theo giọng nguyên âm, tinh năng ảnh nhát ta rằng quá nặng. Bá đoạn âm tích bá tí hai đoạn âm chắc trường âm nhấn dây trường âm nhấn giá đoạn âm bàn trường âm nhấn đí đoạn âm tô trường âm thông thường. Bá con xin đọc lại. Tình năng anh nhắc ta rằng qua măng bá tí chắc gây giá bàn đi tổ. Con xin đọc lại. Ác ta nhằm chề bí dần trần nhà rắc khề giá nằm xu rắc khí tầng. Tình năng anh nhắc ta rằng và măng bá tí bá ti chắc gầy giá bàn đi tổ. Áp ta dành chề bi dành ẩm nhà rắc khầy giá nặng su khí su rắc khí tần tình năng anh nhắc ta rằng hòa mừng bá tí chắc gầy giá bàn đi tổ. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Dạ, thời gian cũng rất là dài. Có ai lên đọc thêm một vài lượt nữa không ạ? Dạ, con xin phép được đọc và phân tích lại câu pháp cú 157. Dạ, xin được xuống mic, con mời cô Tuệ Duyên ấy ha. Dạ, sa thú, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, còn vị nào kính lễ Sư Phước Sang, và kính lễ cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh và kính chào đạo tràng. Dạ, không biết đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên rõ không ạ? Sáng giờ tự nhiên rất là mệt với cái banh thốt này. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn Hồng Mai. Khi mà bấm vô được á là tự nhiên cái video cái này nó nhảy vô lúc nào là nó nhảy vô trước á, cho nên rất là mệt. Rồi cái bắt đầu cái mạng nó không cho vô, yếu cái nó nhảy ra. Dạ, bây giờ đã nghe rõ rồi. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú số 157. Ta năng chê bí dân chân nhà rắc cây giá năng su rắc khi tăng tình năng anh nhắc ta rằng già măng bát tí chắc gầy giá bàn đi tô. Bởi vậy anh Thoát thấy cũng khổ nữa. Quang Thanh khóc luôn nè. Át ta năng chê bi dặn chân nhà rác khầy gia năng su rác khi tăng tình năng anh nhá ta rằng già măng bát ti giác bát ti giác bát ti bát ti
Bát-ti-chắc gây giáp bàn đi tô. Át là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chê trường âm thông thường. Bí đoạn âm. Văn trường âm giọng nguyên âm. Chanh trường âm nhấn. Nha trường âm thông thường. Đoạn 2. Rắc khay hai trường âm nhấn. Giá đoạn âm. Năng trường âm giọng nguyên âm. Xú đoạn âm. Rắc trường âm nhấn. Khí đoạn âm. Tăng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 3. Tinh trường âm nhấn. Năng trường âm giọng nguyên âm. Anh trường âm nhấn. Nhá tá hai đoạn âm. Răng trường âm giọng nguyên âm. Da trường âm thông thường. Măng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 4. Bá tí hai đoạn âm. Chắc trường âm nhấn. Gây trường âm nhấn. Giá đoạn âm. Banh trường âm nhấn. Bí đoạn âm. Tô trường âm thông thường. Áp ta năng chê bi văn chanh nhà rắc cây gia năng su rắc khi tăng. Tình năng anh nhá ta răng gia măng bát tí chắc gây giáp bành đi tô. Bây giờ rồi thấy cái con mắt nó không thấy đường á. Để thời gian kéo xuống lại coi. À, tiếng Việt. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thương mình phải biết yêu mình, phải lo kẻ trộm rập rình ngày đêm. Năm canh sáu khắc chẳng quên, luôn luôn tỉnh thức kề bên trong chừng. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Bây giờ tự nhiên xin kệ, lâu quá không có vô rồi, trường âm nó cũng quên. Bây giờ tự nhiên xin kệ coi. Cảm ơn Lục Cải. À ta năng chế bì văn chánh nha rắc cây gia năng xù rắc khi tăng. Tinh năng nhá ta răng gia măng ba tí chắc gây và bánh đi tô. A ta năng chê bì văn chánh nhá rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Tinh năng anh nhá ta răng gia măng ba tí chắc gây và bánh đi tô. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và phân tích. Nếu có sai xin ngài đã đi rồi, đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ thấy hành kiểm có trước máy, hành kiểm có đọc chưa? Hành kiểm nãy tự nhiên nghe nói là không thấy bài. Rồi bây giờ hành kiểm đọc chưa? Giờ mời hành kiểm lên đọc lại. Nghe vậy mà hình như là hành kiểm cũng đã đọc rồi hả? Chưa? Dạ, rồi bây giờ đã thấy tín hiệu. Rồi mời hành kiểm nha. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ gần Đức Phật, con kính đảnh lễ gần Đức Pháp, con kính đảnh lễ gần Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 157.
Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường đọc theo giọng nguyên âm, chê trường âm thông thường, bí đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, nhà trường âm thông thường, rắc hay hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp ta năng chê bi dằn chanh nhà rắc khay á năng sú rắc khi tăng. Con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Tiên trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh trường âm nhấn, nhá tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, da trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá tí hai đoạn âm, chách trường âm nhấn, gây trường âm nhấn, giá đoạn âm, ban trường âm nhấn, lý đoạn âm, tô trường âm thông thường. Tin năng anh nhã tắc răng già măng ba ti chắc gầy giá bàn đi tù. Để con đọc lại nguyên bài. Ác ta năng chê bi dàng chàn nhà rắc khay giá năng số rắc khi tăng. Tin năng anh nhã tắc răng già măng ba ti chắc gầy giá bàn đi tù. Để con xin kể. Ăn ta năng chế bị dân sanh nhà rạch khi gia năng sụ rạch khi tăng. Tin năng ăn nhà ta răng già măng bà thì chẳng gây gia bành đi tù. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con học kệ xong rồi, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ, con xin chào mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, dạ kính mời quý đạo hữu nào chưa đọc kinh pháp cú, xin mời quý vị giơ tay để đọc kinh pháp cú ạ. Xin mời quý vị. Dạ, con xin phép được ôn bài lại một lần nữa. Mời bàn tay của mọi người ôn lại lần nữa đi. Vì là con cái phần này con kém quá, con đọc lại lần nữa, thời gian còn nhiều. Con xin phép được đọc bài 157. Át ta năng chê bi dằn chanh nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Tịnh năng anh nha ta răng gia măng ba tích ba ti chắc gầy gia bàn đi tù. Anh ta năng chê bíp dằn chanh nhà rắc gầy gia năng su rắc khi tăng. Tin năng anh nha ta răng gia măng ba ti chắc gầy gia bàn đi tù.
con phân tích câu 1 và câu 2. Atta nang che pi yang chanh nhà rắc khay ya nang su rắc khi tăng. At là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, che là trường âm thông thường, pi là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, xú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Atta nang che pi yang chanh nhà rắc khay ya nang su rắc khi tăng. Phân tích câu 3 và câu 4. Tình năng anh nha ta rằng già măng. Ba ti chắc gầy gia bàn đi tổ. Tình là trường âm nhấn. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anh là trường âm nhấn. Nhá là đoạn âm. Tá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Da là trường âm thông thường. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá là đoạn âm. Tí là đoạn âm. Chắc là trường âm nhấn. Gây là trường âm nhấn. Giá là đoạn âm. Tăng là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tình năng anh nhá ta rằng gia năng, gia măng, ta tích chắc gầy gia bàn đi tô. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Áp ta năng chế bi yang chanh nhà rắc khay ya năng su rắc khi tăng. Tin năng anh nhá ta rằng ya măng. Ta tít chắc gây ya bàn đi tổ. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã con xin được kể. Atta nang che pi yang chanh nhà rắc khay ya nang su ka khi tăng. Tin năng anh nhá ta rằng ya nang ta tích chắc gây ya ban đi tổ. Atta nang che pi yang chanh nhà rắc khay ya chanh su rắc khi tăng. Tin năng anh nhá ta đang gia măng ba ti chắc gây gia bán đi tổ. Anh ta năng chế pi dân chanh nhà đặc cây gia năng su đặc khi tăng. Tin năng anh nhá ta đang gia năng ba ti chắc gây gia bán đi tổ. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã con đã đọc và phân tích và kể xong. Có gì sai mong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn bị mắc ạ. Đã con cảm ơn cô Hồng Mai Sức Quang Thành. Đã con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Đã cảm ơn Sức Hạnh Kiện. Nam mô Phật giác, Nam mô Ma giác, Nam mô Sanh khả giác. Dạ, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cô Pháp Quận Lào Cai và Hạch Kiểm cho biết tín hiệu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 157. Atta nang che pi yang chanh nhà rắc khay ya nang su rắc khi tăng.
tính năng ăn nhà nhá ta rằng cha mang phát ti chắc gây gia phạm đi tù ta nâng chế bí dân chẳng nhà rắc hề gia nắng su rắc khí tăng tính năng ăn nhá ta rằng cha mang phát ti chắc gây gia phạm đi tù nhá. Con xin phân tích ắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc hay giọng âm, chê là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, văn là trường âm đọc hay giọng nguyên âm, chân là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, rắc hay là hai trường âm nhấn, chá là trường âm là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm rắc là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tính là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, âm là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, da là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, tí là hai đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, đây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tăng, tân là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm đọc là trường âm thông thường. Dạ, xin nhắc lại rồi. Ta năng chế bi dân chân nhà rắc khi gia nắng su rắc khi tăng tính năng ất nhá ta răng gia măng ất ti chắc gây gia phạm đi tổ. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức, đó là bản nghiệp của hòa thượng Thích Minh Châu. Con đọc xong rồi, con xin xuống mít nè. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính thỉnh sư Phước Sang lên đọc kinh pháp cú cho đạo tràng Quan Hỷ ạ, thưa sư. Dạ, con kính thỉnh quý sư lên cùng đọc kinh pháp cú để cho đạo tràng Quan Hỷ, thưa quý sư, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, sư Pháp Trang, xin mời quý sư ạ. Dạ, trong khi chờ đợi quý sư lên thì con xin đọc lại bài kinh pháp cú số 157 của phẩm tự ngã Attawatthiya. Atta nang che piyam chanya rakkhaya nang surakkhitam tinang anyata rang ya mang patichak gayya tandito. Atta nang che piyam chanya rak thầy gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhã ta rằng gia măng pa ti chắc gây gia tăng đi tô. Áp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn,
Nha là trường âm thông thường, rắc khay là hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta năng chê bi yang chanh nha rắc khay ya năng su rắc khi tăng. Con sẽ phân tích câu 3 và câu 4. Tin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh là trường âm nhấn, nhá, tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, tí, hai đoạn âm, chắc, gây, hai trường âm nhấn, giá, đoạn âm, tăng, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Tin năng anh nhát ta răng, gia măng phát tiết chắc, gây giá tăng đi tô. Giờ con xin đọc lại câu pháp cú số 157. Áp ta năng chê ký văn chanh nhà rắc, thầy giá năng su rắc thi tăng. Tin năng anh nhát ta răng, gia măng phát tiết chắc, gây giá tăng đi tô. Áp ta năng chê ký văn chanh nhà rắc, thầy giá năng su rắc khi tăng. Tin năng anh nhát ta răng, gia măng phát tí chắc, gây giá phần đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và thương mình phải biết yêu mình, phải lo kẻ trộm gặp rình ngày đêm, năm canh sáu khắc chẳng quên, luôn luôn tỉnh thức kề bên trong chừng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Để con xin đọc kệ ạ. À, ta năng chế bi yang chanh nha ra khay ya năng su rắc khi tăng. Tin năng anh nhá ta răng ya măng pa ti chắc gây ya pan đi tô. À, ta năng chế bi yang chanh nha ra khay ya năng su rắc khi tăng. Tin năng anh nhá ta răng ya măng pa ti chắc gây ya pan đi tô. Dạ con kính cung thỉnh quý sư lên đọc kinh pháp cú và xin giải giảng nghĩa cho con về cái câu pháp cú này ạ. Dạ con kính thỉnh quý sư, thì khi sư Trí Đức bận phải đi vắng thì có nhờ quý sư sẽ cùng với đạo hữu trong đạo tràng của chúng con sẽ tương tác mà điều phối cái chương trình học ngày hôm nay ạ. Con kính thỉnh quý sư và sư Pháp Trang, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh ạ, kính thỉnh quý sư ạ. Hạnh Kiểm ơi, sư Trí Đức có nói rằng là lần sau thì ngài sẽ giảng luôn á, Hạnh Kiểm. Một bút thời giá và còn nửa tiếng nữa mới chấm dứt cái pháp chương trình học, và xin thỉnh quý sư góp ý vào cái câu pháp cú số 157 của cái phẩm tự ngã để Phật tử chúng con hiểu thêm, và qua đó thì chúng con sẽ mỗi người chúng con sẽ có sự khi qua sự giảng giải của quý sư thì chúng con sẽ hiểu và sẽ đưa ra cái cảm nghĩ của mình về cái câu kinh pháp cú 157. Dạ con thỉnh cầu quý sư dẫn dắt chúng con ạ. Con kính thỉnh sư quý sư ạ.
Dạ con thấy là chắc là quý sư là bận hết rồi cô ơi. Nhưng mà con thấy ở trong đây là có cô Tuệ Duyên nè, rồi thì cô Kim nè, con nghĩ là các cô rất là hiểu về về cái bài này á, thì các cô gợi ý một chút đi để mà cho chúng con thử thảo luận về bài xem sao. Con mời cô Tuệ Duyên hay là cô Kim nè. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Hôm nay á, nó... Dạ không biết Đà Đạt Tràng có nghe rõ không? Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Dạ, Đại Đức Pháp Trang thì giờ này dùng sáng. Rồi chị Kim nãy giờ không biết là chị còn ở trước máy không, không có thấy nickname ở trên đây. Dạ, rồi bài học bây giờ chạy qua. Dạ, bây giờ thì kính mời hôm nay có Nhung Phạm nè. Nhung Phạm 87 tuổi. Phải vậy không? Không biết là Nhung Phạm năm nay nhiêu tuổi mà để Nhung Phạm 87. Dạ, có thể Nhung Phạm cầm micro được không? Nếu mà cầm được thì cứ cầm cầm micro rồi đọc, không được tiếng Bali thì đọc được đọc tiếng Việt. Mời sinh năm 87. Dạ rồi, cảm ơn Nhung nha. Trẻ. Dạ, vậy thì hôm nay mời Nhung lên đọc bài. Mời Nhung đưa tay lên đi. Nếu mà mình đọc chưa đọc được Bali á, thì mình đọc tiếng Việt. Còn nếu mà mình thuộc Bali mà chập chững mình cứ đọc đi, không sao. Mời lên đi bạn. Dạ đúng rồi, Lào Cai mời này, chắc bạn của Lào Cai này đúng không? Bây giờ cô mời Nhung Phạm lên cầm mic đi. Tại vì hôm nay là cái duyên của Nhung Phạm đó. Bây giờ đưa tay, cứ mạnh dạn đưa tay lên đi. Nếu mà chưa đọc được Bali hoặc thuộc mà chưa có rành cũng đọc luôn. Rồi có gì thì để thứ bảy ngày chỉ, hoặc là mình kết nối với bạn bè. Rồi đã thấy tín hiệu, mời Nhung nha. Rồi sa thú. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin chào đạo tràng ạ. Con xin đọc câu 157 ạ. Tam năng che piyang channa rakheya năng su rakhitang tin năng anatta rang chamang yamang ati ya cha ge cha tang ito. Dạ con chỉ biết đọc thế ạ. Con xin gửi viết lại ạ. Đọc tiếng Việt nữa đi bạn ơi. Đọc hết bài đi, cứ đọc hai ba lượt đi, bởi vì là hôm nay thời gian rất là nhiều mà bạn mới tập đọc ấy, bạn cứ đọc đi rất là hay mà, cố gắng nhé.
À, dạ con đọc tiếng Việt ạ. À, nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức ạ. Dạ, con xin gửi lại Mít ạ. Dung Phạm đọc thế là tuyệt vời rồi, nhưng mà vẫn chưa hoàn hảo. À, phải mời bạn lên đọc, có nghĩa là bạn sẽ đọc vào Bali rồi bạn đọc luôn tiếng Việt luôn, như kiểu là một bài á, thì mọi người sẽ dễ hiểu là bạn đọc cái gì hơn. Chứ bây giờ bạn đọc Bali rồi bạn lại sướng, rồi bạn đọc Việt bạn lại sướng. Bây giờ bạn cứ đọc cả hai đi, một bài trọn vẹn đi xem nào, cho cả đạo tràng nghe xem nào. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên nghe rõ không? Dạ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhung Phạm đọc rất rõ. Hôm nay là Nhung Phạm, bây giờ anh Nhung Phạm cứ đọc Bali, đọc 2-3 lần như vậy, rồi từ từ đọc Bali vậy là mới lên, đọc vậy là giỏi rồi. Giờ làm coi để mấy nữa con khá hơn ạ. Ok, mới lên như vậy là giỏi lắm rồi. Bây giờ tiếp tục lại đọc thử lại lần nữa. Hôm nay là cái duyên của Nhung Phạm đó, có biết không? Vì hôm nay là ngài đã đi vắng và đạo tràng cũng vắng, cho nên là mình cứ lên để mình đọc, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược. Vì Bali á, mình phải nhai giống như là kẹo xin gom vậy đó, cứ đi ra đi vô, mình cứ tập miết. Hôm nay có cơ hội trống giờ, đúng rồi đó Pháp Ngôn Lào Cai. Bây giờ Pháp Ngôn Lào Cai có thể post bài lên cho Tệ Duyên đọc, và Nhung Phạm mà nghe. Dạ. Bây giờ là tự nhiên không thấy bài nó chạy qua mình, nếu mà kéo xuống thì tự nhiên không thấy, không biết là mình có đọc mà đạo tràng có nghe được hay không. Nhai hành còn giỏi rồi. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Ủa sao giờ lại chữ Việt trước cái chữ Bali, có phải bài nãy không? Con chỉ sao chép vậy hí? Ồ, thôi vậy cũng được. Bây giờ để tự nhiên đọc Bali trước. Sao chép mà sao chép cái này thường thường là Bali ở trên, tiếng Việt ở dưới. Bây giờ là Bali ở hàng dưới, tiếng Việt ở trên. Thôi cũng được. Rồi, cảm ơn cô Như Pháp. Bây giờ để tự nhiên đọc cho Nhung Phạm nghe, còn nghe không? Có nghe không? Alo, nè Nhung Phạm. Dạ cảm ơn cô Như Pháp nhiều. Giờ để tự nhiên đọc. Vậy là tốt quá rồi. Giờ tự nhiên xin đọc bài nha. Atta năng chê bí dân chanh nha, rắc thầy gia năng su rắc khi tăng. Tinh năng anh nhát ta răng gia măng, bá tí chắc gây giáp bành đi tô. Át ta năng chê bí dân chanh nha, rác thầy gia năng su rác khi tăng. Tinh năng anh nhát ta răng gia măng, bá tí chắc gây giáp bành đi tô. Đọc lời trận thứ ba nha. Atta năng chê, atta năng chê bi dân chay nha, rắc thề gia năng su rắc thi tăng. Tinh năng anh nhát tác răng gia măng, bát tí chắc
gây giáp banh đi tô. Rồi bắt đầu đọc tiếng Việt. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó, vậy đó. Bây giờ Nhung Phạm lên đọc giống như cô ba lần. Áp ta năng á, đọc tiếng Pali trước, xong rồi tới tiếng Việt, đọc ba lần nữa. Rồi lần sau mình sẽ từ từ dần dần mình sẽ đọc thôi. Hôm nay là Nhung Phạm là giỏi lắm đó. Hồi xưa cô cầm micro không biết tắt chỗ nào rồi cầm chỗ nào mà cô ráng. Mình phải cố gắng tự mình nè. Nếu biết tự mình đi ha. Rồi bây giờ tự nhiên Sumit, bây giờ Nhung Phạm lên đọc giống như cô ba lần tiếng Bali. Ba lần, năm lần tùy. Hôm nay là ngày của Nhung Phạm đó. Vì đạo tràng cũng vắng. Rồi ngài cũng giao cho đạo tràng mình sinh hoạt. Rồi, bây giờ tự nhiên xuống mít nha. Bắt đầu Nhung Phạm lên đọc lại. À, dạ, thưa đạo tràng, để con xin phép đọc lại. Attanang chepi yang chan na rakheya nang surakhitang tinang anyatarang yamang patiya ge yapang dito tan năng chết đi rằng chăn nhà rắc khê gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhã ta rằng gia măng bát ti gia kề gia bằng đi tô tan năng chết đi rằng chăn nhà rắc khê gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhã ta rằng giam măng bát ti cha ghê giáp băng đít tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin gửi mic ra lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú. Nhưng mà để tự nhiên đọc lại. Rồi, chắc hôm nay là chị có Nhung với cô. Bây giờ để cô đọc lại, Nhung nghe lại cho kỹ nha. Chỉ có mấy từ thôi. Nè, Attanang chê, chứ không phải chế nha. Rồi, sa thủ, bây giờ để cô kéo xuống. Attanang chê bí văn chanh nha. Nghe rõ không? Rồi bây giờ là để tự nhiên đọc lại, kéo xuống, nhảy lên mất tiêu rồi. Atta năng chê bí văn chanh nha. Nghe rõ không? Câu số 1. Atta năng chê bí văn chanh nha. Atta năng chê bí văn chanh nha. Rắc khay giá năng su rắc khí tăng. Tùy theo cái chữ mình nhấn nhá này ha. Cô đọc lại. Rắc khay giá năng su rắc khí tăng. Tinh năng anh nhá tá răng gia măng. Bá tí chắc
gây giá bằng đi tù. Đó. Bây giờ rồi nhung lên đọc lại giống như như cô thử lần nữa ha. Rồi bây giờ cô xin xuống mic. Dạ con đọc xin phép đọc lại ạ. Át ta năng chê bí yăng chăng na rắc khê giá năng sú rá khí tăng tín năng an nhá tá răng gia măng bát tí giá bát tí cha ghê giá ăn bí tô át tà năng chê bí yang chăng na chăng nha rắc khê giá năng su ra khi tăng tín năng an nhân ta răng giá măng bát ti cha kê giá băng đi tô là con gửi lại với ạ. Sao thú Nhung Phạm, không phải là mình chỉnh một lần mà được, bây giờ chỉ còn vài từ nữa, không biết là đạo tràng mình còn ai lên đọc. Nếu mà không còn vị nào lên đọc thì chắc xin phép, tự nhiên xin phép hướng dẫn cho Nhung Phạm một lần nữa để có thêm một vị đọc được Pali, rất là hoan hỷ. Cho nên là dạ cảm ơn Quang Thanh để tự nhiên hướng dẫn thêm bạn một lần nữa nha. Chỉ cần có vài từ dáng nhớ mình đọc mình nhớ, hồi nãy thì tự nhiên nghe là cái chữ chê thì Nhung Phạm sửa được rồi, bây giờ còn tiếp tục cái chữ gì nữa đây nè nha. Vì bài mất tiêu nữa rồi. Hãy rồi không có chi, cô chỉ cần hướng dẫn một người đọc được, phân tích được là cô hoan hỷ lắm. Hôm nay cứ hướng dẫn cho. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Bây giờ rồi cảm ơn cô Như Pháp hỗ trợ bóc bài. Tự nhiên cái vụ mà bất bài này cũng không được nữa. Cho nên nè, bây giờ để tự nhiên hướng dẫn cho Nhung Phạm một lần nữa lắng nghe nha. Cái chữ nào mà mình chưa tự tin á, cô đọc chậm chậm để cho Nhung Phạm nghe. Ta năng chê bí văn chanh nha. Nha chứ không phải na nha. Nha. Chân nha nè, át ta năng chi pí văn chân nha rắc khay giá. Cái chữ này nó không có dấu ngang mình đọc giá nè. Rắc khay giá năng xú rắc khí tăng. Rồi tới đoạn 3, tinh năng anh nhá tá răng già mằng. Cái chữ có dấu ngang này mình đọc là gia nè. Nãy là Nhung Phạm hình như đọc giá, giá là sai, nó có dấu ngang đó, nó không phải là dấu quyền đâu, nhưng mà giống như người Việt mình á, là nó có dấu quyền, nhưng mà thật ra không phải dấu quyền, nó là dấu ngang thôi. Vì cái chữ Bali á, còn cái chữ nhá này là mình đọc nga là sai, mình phải đọc nhá tá nè. Tinh năng nhá tá răng già măng. Rồi bá tí chắc gây giá banh đi tô.
Rồi cô đọc lại đoạn 4 nè. Pa tí chắc gây giá pan đi tô. Đó, chữ gia này là mình đọc thành chữ giá. Đó, thôi bây giờ là Nhung Phạm cố gắng lên mình đọc thêm lần nữa ha. Tại vì thời gian thì cũng gần hết giờ rồi. Nhưng mà hôm nay á, thật ra thì cũng là một cái duyên cho Nhung Phạm học Bali đó. Cố gắng lên. Rồi bây giờ cô xuống mic Nhung Phạm đọc lại lần nữa nha. Cô Như Pháp cũng hết mình để hỗ trợ cho Nhung lắm. Rồi bây giờ cô xin xuống mic đọc lại nha. Con xin kính tri ân cô Tu Nữ Thệ Duyên và cô Tu Nữ Như Pháp và đạo tràng đã cho con nhân duyên này ạ. Con xin phép đọc lại ạ. Át tàn năng chê bí yang chăng na chăng nha rắc khê giá rắc khê giá năng su ra khi tăng tin năng an nha ta răng ya măng bát tí cha ghê giá băng đi tô át ta năng chê bí yang chăng nha rắc khê giá năng su ra khi tăng tin nhân an nha tại rằng ya măng bát ti cha gây ya băng đi tổ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú. Hôm nay Nhung Phạm phải nói là một cái mãnh lực cũng mạnh mẽ lắm. Tuổi trẻ mà, bây giờ cố gắng. Mà nếu mà mình đọc được như vậy thì quá giỏi rồi. Hồi trước cô khổ lắm. Cô tự học rồi lên cũng không có biết giống như Nhung bây giờ mà kêu cái là đưa tay là lên đọc liền đâu. Cô ngày xưa cô lên khổ lắm, với mấy vị hồi trước cũng vậy, rồi cũng khổ lắm, chứ không phải như là tuổi trẻ bây giờ. Không phải là tuổi thần, mà là mình nói cái mãnh lực của một cái người, một cái người mà có cái mãnh lực như vậy á, là nếu mà không học thì thôi. Học thì rất là giỏi đó, giỏi lắm đó. Với lại thì từ xưa giờ thì cô cũng nghe Hồng Nhung nói, vì cô Hồng Nhung là cũng từ bên Bắc Tông chuyển sang bên Phật giáo Nam Truyền đã khó rồi. Rồi bây giờ thêm học Bali đã khó chứ không phải là dễ. Cái gì? Ai mà hỏi gì tự nhiên không biết cái nick gì nữa. Thời gian thì bây giờ chỉ còn có 4 phút nữa thôi, thì bây giờ hôm nay có thể là đóng drum hay là hôm nay là ngày của Hồng Mai hồi hướng hay sao. Đã đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ mời Hồng Mai ha, còn 4 phút nữa Hồng Mai có thể lên mình hồi hướng hay là gì đó, cái trách nhiệm của mình á, thì tự nhiên xin xuống mic. Mời Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, tiếp theo con xin sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp. Uttamang ghe na wan de hang pa da pam sum waruttamang Buddhe yo kalito do so buddho khamatu tang mamang
con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandeham thammang cha duy thằng qua rằng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandeham sankhang cha duy thottamang sang khe yo khalito do so sang kho khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và để kết thúc buổi học pháp, con kính thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc đến đạo tràng chúng con sau buổi học pháp để chúng con được tròn phước báo ngày hôm nay ạ. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Dạ chắc sư bận sao mà không thấy tín hiệu. Dạ. Dạ thôi thì mình sẽ đọc hồi hướng sau khi nghe pháp. Kính mời đạo tràng quán tâm thanh kình tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya devata samti vihara vasini thupe kare putikare tahin tahin ta thamma dane na phawantu puchita sotthin karonte kavihara mandale thế ra cha mắt cha na wa ca cha thích kha vô sa ra ni ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na phu ta su ki ta pha wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pha wa Sāne da cha ta atha vo pa pa ti ka Niya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te Sap de pi dukha sa ka rom tu sang ka yang Tha tu chi rang sa tang tham mo tham mat tha ra cha puk ga la Sang kho ho tu sa mak go wa at Tha ya cha hi ta ya cha an he rak Tham tu sap tham mo sap de pi tham ma cha ri no Vut thình sam pa pu nay ya ma tham ma ri yap pa we di te Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được an khương, chúng sanh bốn loại không lường, noãn thai